Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm nóng nhất cả nước về ghi nhận số ca mắc COVID-19. Trước những khó khăn của người dân thành phố trong giai đoạn cách ly xã hội phòng chống dịch, chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 300 phần cơm chay mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Nhằm chia sẻ khó khăn với những người lao động nghèo trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19, chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật ngày nay tổ chức tặng 300 phần cơm chay miễn phí mỗi ngày. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình san sẻ yêu thương, tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút mỗi ngày từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021 tại chùa Giác Ngộ. Do những ngày thành phố giãn cách xã hội phòng chống dịch, thì điểm tặng cơm chay tại chùa Giác Ngộ sẽ trở thành điểm đến yêu thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Những phần cơm thơm ngon ấm nóng giữa lúc đất nước gồng mình chống dịch còn chỉ thơm ngon bởi mùi hương của các loại rau củ quả tươi mới, mà còn ngon hơn bởi trong mỗi phần cơm được nêm thêm gia vị của tình thương, của lòng từ bi bao la nơi những người con Phật.